Sau khi Danh Hài Chí Tài ra đi đột ngột vào chiều mùng 9 tháng 12, hàng loạt các trang mạng xã hội đã chia sẻ thử thách nhắm mắt đứng một chân để phát hiện cái đột quỵ. Thế thì thực hư như thế nào? Thì trên báo Tuổi Trẻ, thì theo giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh, thì đứng giữ thăng bằng một chân này xuất phát từ cái nghiên cứu ở Nhật Bản công bố trên tạp chí Stroke Journal năm 2014. Nghiên cứu này bao gồm 1.400 người có độ tuổi trung bình là 67 tuổi. Kết quả cho thấy việc không thể giữ thăng bằng với một chân quá 20 giây có liên quan đến việc suy giảm nhận thức và các tổn thương não không có triệu chứng do tổn thương mạch máu mau nhỏ. Về mặt khoa học, các tổn thương do mạch máu nhỏ này chưa thể được xem là đột quỵ thực sự mà chỉ đơn thuần là phản ánh tình trạng xơ vữa mạch máu nhỏ mà gần như không thể tránh khỏi khi con người trên 60 tuổi, đặc biệt nếu đi kèm với bệnh nền tăng huyết áp hay đái tháo đường. Để giữ được thăng bằng, chúng ta cần não, hệ thống thị giác và cả hệ cơ xương khớp. Theo y văn, có đến 1/3 người trên 65 tuổi có thể bị té ngã do mất thăng bằng. Nguyên nhân do mắc phải một hay nhiều khiếm khuyết về mặt chức năng trên. Ngoài ra, trọng lượng cơ thể và sự tập luyện cũng ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng này. Tuy nhiên, nghiên cứu trên chỉ thực hiện trên một nhóm dân số lớn hơn 67 tuổi ở Nhật Bản, có kèm theo nhiều bệnh nền, không được khảo sát khả năng này trước đó. Do vậy, để nâng lên mức khuyến cáo cần phải kiểm định lại trên các nhóm dân số khác. Để làm cái bài test kiểm tra này, thì các bạn hãy đứng một chân, lấy một chân làm trụ, hai tay có thể giơ cao lên trên đầu giữ thăng bằng và các bạn hãy nhắm mắt lại. Và tất nhiên là khi các bạn mở mắt mà đứng một chân thì có thể là dễ dàng, nhưng các bạn hãy cứ thử nhắm mắt lại, nó sẽ bị chao đảo và rất có thể bạn sẽ mất thăng bằng và phải lấy chân khác làm trụ. Và như vậy thì người ta cho rằng nếu các bạn mà nhắm mắt đứng một chân giữ được thăng bằng quá 20 giây thì cái nguy cơ bị đột quỵ còn ít. Còn nếu các bạn không được quá 20 giây thì nguy cơ đột quỵ cao. Và khi mà các bạn đứng lâu như thế này cũng có thể các bạn sẽ bị toát mồ hôi do đó. Khi các bạn tuổi càng cao mà cái trọng lượng cơ thể càng lớn đặt lên hai cái chân của mình thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề về thăng bằng. Do đó đây cũng là một cái bài tập rất là tốt để các bạn thử kiểm tra giữa trọng lượng cơ thể cũng như cái việc là chúng ta đang giữ thăng bằng như thế nào. Có rất nhiều người đột quỵ là do là khi chúng ta bị hoa mắt lên và không còn giữ được thăng bằng nữa, do đó chúng ta thường bị ngã. Và khi ngã thì tổn thương đến các cái mạch máu não và nếu chúng ta không cấp cứu kịp thời thì rất có thể sẽ dẫn đến tử vong. Do vậy, một cái bài tập hiện nay đang là một cái trào lưu, nhưng cũng có thể nó sẽ rèn cho ta cái khả năng kiểm tra cái cơ thể của chúng ta. Nếu các bạn mà trong quá trình mà ở cái tuổi nó đã cao rồi thì cái trọng lượng cơ thể chúng ta có thể tìm mọi cách để giảm bớt trọng lượng, và đặc biệt là các cái bài tập để chúng ta tập luyện để chúng ta có một cái đôi chân khỏe mạnh để có thể đứng vững khi chúng ta di chuyển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, mong các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh Skill Truyền Thông để động viên chúng tôi sản xuất các cái video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.